Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 2 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Trưởng ban dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri thành phố Bảo Lộc và huyện Di Linh. Bộ Tài chính làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước và công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chuyển giao tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện tại huyện Lâm Hà. Giảm thuế tạo đà cho doanh nghiệp phát triển. 44 năm và chuyện làng hoa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, hôm nay 2 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng gồm bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Cận Hiểu, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc với cử tri xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc và xã Hòa Ninh, huyện Di Linh. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh, chính quyền thành phố Bảo Lộc và huyện Di Linh. Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thông báo với cử tri xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc và cử tri xã Hòa Ninh, huyện Di Linh một số nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, cũng như tình hình kinh tế xã hội cả nước và của tỉnh Lâm Đồng 4 tháng đầu năm 2019. Theo đó, kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, gồm Luật Giáo dục, Luật Kiến trúc, Luật Quản lý thuế, Đầu tư công, Thi hành án hình sự, Luật phòng chống tác hại của rượu bia, sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sở hữu trí tuệ. Đồng thời thông qua 2 dự thảo nghị quyết gồm nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020, cho ý kiến về 9 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về quy định quản lý sử dụng đất, chương trình giám sát của Quốc hội, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và các vấn đề quan trọng khác. Về tình hình kinh tế xã hội của cả nước và của tỉnh Lâm Đồng 4 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có bước phát triển tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt mức kế hoạch. Riêng đối với tỉnh Lâm Đồng, một số chỉ tiêu đáng chú ý như tổng mức đầu tư toàn xã hội 4 tháng đầu năm tăng 7,8%, thu ngân sách tăng 13,6%, khách du lịch đến Lâm Đồng tăng 9,8% so với cùng kỳ. Cử tri xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc và Hòa Ninh, huyện Di Linh phấn khởi trước những kết quả về kinh tế xã hội của cả nước và địa phương thời gian qua, đồng thời mong muốn trong kỳ họp tới, Quốc hội sẽ có thêm nhiều quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Liên quan đến tình trạng tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng, cử tri xã Lộc Thanh cho rằng hiện nay vấn đề tham nhũng đang diễn ra phức tạp, số tài sản tham nhũng lớn, tuy nhiên khi phát hiện lại rất khó khăn trong thu hồi tài sản tham nhũng. Do đó, cử tri đề nghị nhà nước cần phải có giải pháp quyết liệt hơn trong công tác này. Một số cử tri khác đề cập đến vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường, tình trạng phá rừng, tình trạng sử dụng ma túy hiện nay, đặc biệt trong đội ngũ tài xế, xe tải, xe khách. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề cập đến vấn đề tăng giá xăng dầu, giá điện hiện nay đang gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, cử tri xã Lộc Thanh còn đề cập đến công tác cấp quyền sử dụng đất trong vùng ảnh hưởng của dự án thủy điện, thủy lợi, kinh phí hoạt động của các hội, tình trạng xuống cấp về đạo đức của giới trẻ, các chế độ chính sách cho người có công, quy hoạch hồ thủy lợi Lộc Thanh, giá cả các mặt hàng nông sản, chăn nuôi và công tác quản lý mạng Internet cũng được cử tri xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc thẳng thắn chia sẻ. Còn tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, cử tri phản ánh về vấn đề đầu tư triển khai cao tốc Liên Khương Dầu Dây để phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn, vấn đề mất an toàn lưới điện tại thôn 4, thôn 10, xã Hòa Ninh, chế độ chính sách cho người có công, chất lượng khám bệnh đối với bảo hiểm y tế hiện nay. Tại buổi tiếp xúc, chính quyền thành phố Bảo Lộc và huyện Di Linh đã trả lời một số vấn đề trong phạm vi thẩm quyền địa phương liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý các dự án hồ thủy lợi, phòng chống dịch bệnh, cấp quyền sử dụng đất khu vực ảnh hưởng của dự án thủy điện thủy lợi trên địa bàn, công tác quản lý nhà nước, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hệ thống điện.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc và cử tri xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, đồng thời giải trình một số kiến nghị của cử tri quan tâm liên quan đến tình trạng môi trường nóng trên địa bàn. Vấn đề tăng giá điện, xăng dầu, công tác phòng chống ma túy, giải quyết tình trạng lấn chiếm đất tại rừng phòng hộ Sóc Sơn, tại sông Hàn Đà Nẵng, chất lượng khám chữa bệnh đối với bảo hiểm y tế, chế độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Về công tác phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh. Hôm nay các bác có hỏi là có thu hồi tài sản được từ phòng chống tham nhũng không? Thì tôi nói có, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Tức là chưa thu hồi được là 80-90% đến 100%. Nhưng có những vụ án á, thu hồi là gần như 100%. Đó là một cái tiến triển rất là đáng kể của Việt Nam. Và năm trước, á, cái tổ chức Minh Bạch Thế Giới, người ta tăng cho Việt Nam được 6 hàng về phòng chống tham nhũng. Chưa bao giờ mà chúng ta tăng được 6 hàng. Tuy nhiên, á, tôi xin nói mức tăng này, Việt Nam cũng đang là một trong những nước mà phải nỗ lực nhiều hơn về phòng chống tham nhũng. Đối với ý kiến của cử tri xã Hòa Ninh đề cập đến việc đầu tư dự án cao tốc dầu dây Liên Khương, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết. Hiện nay thì hồ sơ đề xuất dự án thì đã hoàn thành, nhưng mà chưa phê duyệt được vì do là chưa xác định được nguồn vốn. Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với Bộ Kế đầu tư tìm kiếm nguồn vốn khả thi và xúc tiến vay vốn ODA của Nhật Bản. Khi nào mà xác định được nguồn vốn vay thì dự án thì sẽ được phê duyệt. Còn cái việc làm của Lâm Đồng thì đã xong rồi, dự án thì đã trình lên rồi. Bây giờ chỉ có cái xác định nguồn vốn và đây Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế đầu tư sẽ phối hợp với nhau để xác định nguồn vốn, và trong đó thì cũng có xác định một phần vay ODA của Nhật Bản để giải quyết cái cao tốc dầu dây Liên Khương. Ngoài ra, đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, rà soát lại việc quản lý, cấp quyền sử dụng đất và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền địa phương như hỗ trợ giá cả nông sản, chế độ chính sách cho người có công để giải quyết kịp thời, dứt điểm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng sẽ tổng hợp, chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho bưu điện, tạo thuận lợi cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tinh giản biên chế, giảm công việc, chi phí đầu tư cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do nhà nước đầu tư là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng nay 2 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Tài chính do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước và công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018 và quý 1 năm 2019. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2018, kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tốc độ tăng GDP đạt 8,59%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập và đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện. Quý 1 năm 2019, kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,45%. Về công tác quản lý điều hành tài chính ngân sách trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường kỷ luật kỷ cương trong chấp hành pháp luật về ngân sách, cũng như các chỉ thị văn bản hướng dẫn điều hành dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính. Đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, rà soát các khoản thu, xây dựng và thực hiện các giải pháp tích cực để thu đúng thu đủ các khoản thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế, chủ động các giải pháp và quyết liệt triển khai, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước được giao. Trong năm 2018, thu ngân sách nhà nước đạt 7.200 tỷ đồng, đạt 113% dự toán trung ương, 107% dự toán địa phương, bằng 112% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.200 tỷ đồng, đạt 29% dự toán trung ương giao và 28% dự toán địa phương, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế, phí và lệ phí đạt trên 1.200 tỷ đồng, đạt 24% dự toán. Thu từ nhà đất đạt 242 tỷ đồng.
thu từ hoạt động sổ số kiến thiết đạt 519 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 121 tỷ đồng. Về công tác tổ chức sắp xếp bộ máy của ngành tài chính theo nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương, cơ quan thuế đã thực hiện hợp nhất chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, sắp nhập từ 7 chi cục thành 3 chi cục khu vực, giảm tổng số đội thuế từ 78 đội xuống còn 59 đội. Kho bạc nhà nước tỉnh đã giải thể phòng giao dịch kho bạc nhà nước thành phố Đà Lạt và thực hiện tốt công tác sắp xếp bố trí nhân sự, không để xảy ra ách tắc trong hoạt động do sắp xếp, sắp nhập. Về công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trong thời gian qua của tỉnh cũng đã đạt nhiều kết quả. Trong năm 2018 và quý 1 năm 2019, các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh đã thanh tra, kiểm tra hơn 4.000 vụ, xử lý vi phạm hành chính hơn 2.400 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 10 tỷ đồng. Phạt bổ sung và truy thu thuế hơn 8,6 tỷ đồng. Tịch thu hàng hóa trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Lâm Đồng tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách trên địa bàn để có giải pháp tổ chức tốt công tác quản lý, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước được giao. Đồng thời, rà soát các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, đáp ứng đủ nguồn cho các hoạt động chi thường xuyên và các nhiệm vụ trọng tâm khác. Quán triệt thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cắt giảm tối đa các khoản chi không cần thiết. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị đề xuất một số vấn đề với Bộ Tài chính, quan tâm hỗ trợ về cơ chế, chính sách như kiến nghị xem xét cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương từ 50% tăng thu thực hiện so với dự toán do không được điều hòa nguồn tăng thu giữa các địa phương thừa, thiếu nguồn để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Đề nghị Bộ Tài chính xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh Lâm Đồng 50% nhu cầu kinh phí quản lý bảo vệ rừng. Là địa phương có số lượng lớn khách lưu trú, do đó, địa phương đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu có cơ chế quy đổi lượng khách lưu trú hàng năm vào tổng dân số của địa phương theo tỷ lệ nhất định làm cơ sở phân bổ ngân sách cho tỉnh. Về việc đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét nâng cấp cảng hàng không Liên Khương thành cảng hàng không quốc tế, Lâm Đồng cũng đề xuất Bộ Tài chính cho phép thành lập đội nghiệp vụ hải quan và trang bị máy soi phục vụ soi chiếu hành lý của hành khách xuất nhập cảnh tại cảng hàng không Liên Khương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ghi nhận những kết quả nổi bật mà Lâm Đồng đã đạt được trên các lĩnh vực, nhất là việc khai thác đúng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ theo hướng bền vững lâu dài. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đánh giá cao công tác thu ngân sách nhà nước của tỉnh. Từ địa phương có số thu ngân sách đứng thứ hai của khu vực Tây Nguyên sau Đắk Lắk, nhưng từ năm 2015 đến nay, Lâm Đồng đã vươn lên đứng thứ nhất trong khu vực Tây Nguyên. Đối với việc thực hiện nghị quyết số 18, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh Lâm Đồng là một trong các địa phương sớm triển khai thực hiện và đã có những kết quả khả quan. Theo đánh giá, công tác sắp xếp bộ máy, tổ chức đã không ảnh hưởng tới công việc chuyên môn. Về thực hiện công tác quản lý tài chính ngân sách của tỉnh, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, tỉnh đã đạt được những kết quả khá đồng bộ và toàn diện trên nhiều lĩnh vực như công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước, quản lý giá, quản lý tài sản công. Tuy nhiên, việc xã hội hóa lĩnh vực công của tỉnh Lâm Đồng còn gặp phải những hạn chế, mà đây cũng là tình trạng chung của cả nước. Do vậy, cần phải tăng xã hội hóa dịch vụ công nhằm giảm gánh nặng cho nguồn ngân sách địa phương. Nếu không có sự vào cuộc thật sự của cấp ủy chính quyền địa phương thì không ăn. Bây giờ quay lại cơ cấu công chí có tiến bộ nhưng mà đang khó. Khó là vì sao? Chưa đẩy mạnh được xã hội hóa lĩnh vực dịch vụ công. Y tế có thể được một tí nhưng mà đặc biệt là giáo dục. Trong cái chi của ông chí mà đến gần 50% chi thường xuyên. Thế mà không cơ cấu được cái chỗ này của giáo dục thì không ăn. Mà chính là trọng điểm chúng ta phải tập trung vào. Tôi rất là tin tưởng ở Lâm Đồng là vì sao? Ông chí lãnh đạo đây rất hiểu về tài chính. Cho nên là cái khả năng mà nghiên cứu, rồi khả năng mà kiến nghị chính sách ông chí nói đấy, rồi tổ chức thực hiện là nó khá. Mà tôi nghĩ là chính vì thế, cho nên là cái tốc độ tăng trưởng của Lâm Đồng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là cái ngân sách, cái cơ cấu ngân sách so với khu vực Tây Nguyên này, so với bình quân chung cả nước nó lên nhanh như thế. Đấy thì tôi thấy cái chỗ này là các ông chí cũng sẽ cùng với chúng tôi để nghiên cứu thêm. Ngoài ra với các nội dung Lâm Đồng kiến nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ghi nhận và yêu cầu tỉnh Lâm Đồng sớm triển khai các đề án liên quan để Bộ đề nghị Chính phủ xem xét giải quyết. Dịp này, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân của tỉnh Lâm Đồng có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018. Cũng trong sáng nay, 2 tháng 5,
ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại sứ nước Cộng hòa Indonesia do ông Hanif Salim, Tổng lãnh sự làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp đón, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng gửi lời cảm ơn đến đoàn đại sứ nước Cộng hòa Indonesia về sự quan tâm đối với tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư từ Indonesia, đẩy mạnh hợp tác xuất khẩu các sản phẩm nông sản của tỉnh Lâm Đồng sang Indonesia. Tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện để các đoàn doanh nghiệp từ Indonesia sang tham quan tìm hiểu sản phẩm trên địa bàn. Ông Hanif Salim, Tổng lãnh sự Indonesia đã chúc mừng những kết quả về sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Qua đó, đoàn sẽ truyền đạt những mong muốn của tỉnh Lâm Đồng đến các cơ quan chức năng và sẽ giới thiệu về tiềm năng thế mạnh cũng như các sản phẩm của tỉnh Lâm Đồng đến với các doanh nghiệp đơn vị của Indonesia. Thông qua buổi đón tiếp, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia cũng đã cùng ôn lại những hình ảnh, kỷ niệm về lịch sử ngoại giao của hai nước Việt Nam và Indonesia, thể hiện mối quan hệ đoàn kết và gắn bó ngày càng bền chặt. Sáng 2 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà phối hợp với Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ chuyển giao tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua điểm bưu điện tại huyện Lâm Hà. Đây là mô hình thí điểm cấp huyện đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ Lâm Đồng và chính quyền địa phương đã tham dự. Theo đó, mô hình hoạt động một cửa huyện Lâm Hà sẽ triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả qua điểm bưu điện. Hoạt động dựa trên việc Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà bố trí cán bộ công chức viên chức sang trụ sở bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp theo các quy định hiện hành. Với các loại thủ tục hành chính như giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, tư pháp, lĩnh vực tài chính v.v., người dân và các tổ chức sẽ được hướng dẫn, kê khai và giải quyết các thủ tục hành chính ngay tại điểm giao dịch bưu điện theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó đảm bảo các yếu tố về thời gian nhận và trả kết quả. Tôi đi làm hồ sơ đất đai thì thấy là cái thái độ phục vụ của nhân viên đây rất là tốt đấy, nhanh gọn và nhiệt tình. Một cái hệ thống rất là logic ấy, người nào là làm việc người đó và thấy thời gian làm việc là tương đối là chuẩn xác, phục vụ bà con rất là tốt. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa cái chất lượng giải quyết các cái thủ tục cho người dân, và tôi tin chắc là quá trình phối kết hợp giữa Ủy ban Nhân dân huyện, văn phòng đăng ký của huyện cùng với bộ phận bưu điện sẽ hoàn thiện hơn, và tôi tin chắc là cái công tác giải quyết cho người dân sẽ tốt hơn. Sau khi triển khai thí điểm ở một số xã, thị trấn và huyện Lâm Hà, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục nhân rộng tại các địa phương trong tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh Lâm Đồng. Sau thời gian thí điểm, chúng tôi sẽ tổng kết đánh giá và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh để chúng tôi tiếp tục triển khai ở các cái trung tâm huyện còn lại của tỉnh. Hiện nay thì chúng tôi đã chuẩn bị công tác đầu tư mở rộng cái mặt bằng, đảm bảo các cái diện tích và chúng tôi trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho cái việc đủ điều kiện để phục vụ cho bà con thực hiện cái giao dịch các cái thủ tục hành chính tại địa bàn của bưu điện. Việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho bưu điện không chỉ tạo thuận lợi cho các cơ sở hành chính nhà nước trong việc tinh giản biên chế, giảm công việc, chi phí đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do nhà nước đầu tư, mà còn góp phần cải cách thủ tục hành chính, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi cho người dân, các tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương. Thông tin sẽ có trong phần tin trong nước. Để thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, thì đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là phù hợp và cần thiết. Từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 5, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2019 do Văn phòng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức diễn ra tại Hà Nội. Trong sáng 2 tháng 5,
nhiều vấn đề then chốt của nền kinh tế, đặc biệt là giải pháp phát triển cho khu vực tư nhân đã được tích cực thảo luận tại các hội thảo chuyên đề. 6 hội thảo chuyên đề sẽ tập trung vào các chủ đề quan trọng như tăng cường thu hút khách du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày tới Việt Nam, phát triển kinh tế số, tận dụng cơ hội từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, khơi thông dòng vốn trung dài hạn cho phát triển kinh tế, tạo lập và phát triển các chuỗi nông lâm thủy sản có giá trị thương phẩm cao, đáp ứng yêu cầu của các thị trường trọng điểm, các mô hình kinh doanh mới. Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2019 với sự tham dự của 2.500 đại biểu là doanh nghiệp tư nhân và đại diện các bộ ban ngành khách mời quốc tế. Diễn đàn nhằm đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện nghị quyết của Hội nghị Trung ương năm khóa 12 và nghị quyết 10 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân. Diễn đàn Kinh tế tư nhân là sự kiện cấp cao có quy mô quốc gia, quốc tế lớn nhất trong năm 2019. Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 15-17% cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay cho mức 20% hiện nay của Bộ Tài chính được đánh giá tích cực. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp tích tụ vốn, phát triển kinh doanh là tiền đề để khối này chuyển đổi thành doanh nghiệp có quy mô lớn hơn. Chủ doanh nghiệp chuyên cung cấp các thiết bị bể bơi này tỏ ra rất vui mừng trước đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được Bộ Tài chính đưa ra. Bởi theo ông, đây là động thái tích cực cho thấy sự quan tâm của chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí và có thêm nguồn vốn quay vòng. Tại dự thảo tờ trình chính phủ về việc xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay cho mức 20% như hiện nay. Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ sẽ được áp dụng thuế suất 17% và doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng thuế suất 15%. Đề xuất này được các chuyên gia đánh giá cao. Chủ trương là giảm cái thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa để chúng ta nuôi dưỡng cái nguồn thu để các cái doanh nghiệp này đảm bảo là có đủ cái cân đối để thực hiện cái chính sách an sinh xã hội như là đóng bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm thất nghiệp, đóng các cái chi phí công đoàn và chi phí khác của người lao động trong cái bối cảnh mà cái cạnh tranh quốc tế nó đang càng ngày càng khốc liệt như này. Dù vẫn có một số ý kiến tỏ ra e ngại việc giảm thuế có thể khiến một nhóm đối tượng doanh nghiệp không muốn phát triển lớn, nhưng theo các chuyên gia thì đề xuất này vẫn là một chính sách tích cực, thiết thực hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đối với người kinh doanh ấy, thì mục tiêu tối thượng của họ là lợi nhuận và không phải là vì cứ được ưu đãi thuế rồi tôi bé để tôi được ưu đãi thuế nhưng mà tôi không mang lại được lợi nhuận cao hơn. Nếu tôi tăng quy mô, tôi nộp thuế nhiều hơn, nhưng tôi lại mang lại lợi nhuận lớn hơn sau khi đã nộp thuế, thì tôi cũng phải lớn chứ. Và chúng ta biết rằng cái ông phải lớn thì ông mới làm được những dự án lớn mới mang lại được nhiều tiền chứ. Khối kinh tế tư nhân đã tạo ra khoảng 1,2 triệu việc làm, đóng góp hơn 40% GDP mỗi năm và được xác định là động lực tăng trưởng, là xương sống của nền kinh tế. Do đó, để đảm bảo mục tiêu tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, thì đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là phù hợp và cần thiết. Tin từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam, năm 2018 và quý 1 năm 2019, hoạt động du lịch của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Thị trường khách quốc tế tăng trưởng cao so với năm 2017, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 11.000 tỷ đồng. Tổng lượt khách tham quan lưu trú du lịch năm 2018 đạt 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế đạt 3,8 triệu lượt khách, tăng gần 37% so với cùng kỳ. Khách nội địa đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ. Thị trường khách quốc tế lưu trú số lượng nhiều tại Quảng Nam gồm Hàn Quốc, Úc, Anh, Pháp, Trung Quốc, Mỹ, v.v. Doanh thu từ tham quan lưu trú du lịch năm 2018 đạt 4.700 tỷ đồng. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 11.000 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, tổng lượt khách tham quan lưu trú đạt 1,8 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu du lịch đạt 1,350 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong năm 2018, Quảng Nam đã có nhiều sản phẩm du lịch mới được các doanh nghiệp đầu tư như show diễn Ký ức Hội An, khai trương công viên văn hóa chủ đề ấn tượng Hội An, khu nghỉ dưỡng vui chơi Nam Hội An, hoạt động hỗ trợ du khách đạt hiệu quả tốt. Năm 2018, Trung tâm hỗ trợ du khách đã tiếp cận hỗ trợ thông tin cho gần 10.000 lượt khách, giải đáp trên 300 lượt đường dây nóng, hỗ trợ xử lý cho 300 trường hợp mất đồ, bị chặt chém, tìm kiếm đồ thất lạc cho du khách.
phần cuối của bản tin thời sự tối nay, những người con ở các làng hoa đang viết tiếp trang sử mới trên vùng đất lành bằng những mùa hoa đẹp. Thưa quý vị và các bạn, đã từng có những câu thơ, lời văn với ngụ ý rằng dù mưa bom bão đạn, dù gian khó cam go thì hoa vẫn nở ở đâu đó trên mảnh đất hình chữ S yêu thương. Nhưng có lẽ để có những mùa hoa khoe sắc thắm thì sự bình yên mang ý nghĩa vô giá. Có hòa bình, có độc lập thì công cuộc kiến thiết đất nước mới trở thành hiện thực. Câu chuyện của những làng hoa ở Đà Lạt là một ví dụ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự 44 năm và chuyện làng hoa. Mỗi sáng, mỗi ngày, mỗi năm, nối tiếp thế hệ này sang thế hệ khác, cuộc sống của người dân làng Hà Đông, thành phố Đà Lạt gắn với hoa. Hoa mang tới niềm vui, niềm hân hoan khi cuộc sống của người làng ngày càng khấm khá. Được hình thành từ năm 1938, khởi phát từ vài chục hộ dân gốc miền Bắc từ các làng hoa nổi tiếng ở Hà Nội di cư vào Đà Lạt. Hơn 80 năm trôi qua, làng hoa Hà Đông ở phường 8, thành phố Đà Lạt trải qua thăng trầm của thời gian, trẻ nối nghiệp. Họ không phải là những người tường tận quá khứ, nhưng hôm nay sống trong hòa bình, họ ý thức được rằng thành quả ngày hôm nay là nhờ công ơn những người đi trước và công cuộc xây dựng quê hương, xây dựng đất nước là trách nhiệm và cũng là may mắn khi họ được sống trên quê hương yên bình. Cái thế hệ của tụi chị thì làm kinh tế bây giờ nói thẳng ra thì nó thuận lợi rất là nhiều, được áp dụng khoa học kỹ thuật và được tiếp cận với những cái nền kinh tế tiên tiến. Nói thẳng ra chị rất biết ơn những người đã hy sinh vì đất nước để giành lại được cái nền độc lập tự do cho và một cái đất nước bình an như bây giờ. Chị là một cái thế hệ trẻ thì chị cũng hy vọng, chị cũng muốn có một cái gì đó để cống hiến cho đất nước. Mình làm sao cho xã hội nó phồn vinh, mình cũng là một phần tử nhỏ trong cái xã hội đó. Yêu và tự hào với mảnh đất mà mình sinh sống, đó là tâm thế của những người con làng hoa nơi đây. Khi quê hương họ có một bề dày lịch sử khai thiên lập địa, sống, chiến đấu và xây dựng. Mỗi một lớp người đi qua sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ sau biết trân trọng quá khứ, biết hướng về tương lai với những giấc mơ đẹp từ những làng hoa. Làng hoa Hà Đông là một làng nghề truyền thống đầu tiên của thành phố Đà Lạt. Cái sản phẩm của hoa Đà Lạt nói chung và đó là một cái đóng góp rất lớn của làng hoa Hà Đông chúng tôi đối với sự nghiệp phát triển chung của thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Ở nơi nào có những đôi tay cần cù, nơi đó đất đơm hoa kết trái. Làng hoa Thái Phiên cũng là một ví dụ như thế. Những luống hoa nở rộ quanh năm, những ngôi nhà cao rộng cũng từ hoa được dựng nên. Không ai khác, những người làng hoa nhận thấy sự thay da đổi thịt của mảnh đất mà ông cha họ gắn bó gầy dựng. Nếu có ước muốn về tương lai, họ vẫn luôn ước muốn sống cuộc đời của hôm nay tự do và hồ hởi, vun tiếp ước mơ cho con em mình mai sau. Thì thấy nghề trồng hoa thì cũng có những cái đam mê, nhưng cũng có kinh tế nữa. Thì nông dân ở đây người ta cũng phát triển về trồng hoa rất là nhiều. Thì thấy hòa bình thì cho người dân đời sống nó ổn định. Người nông dân họ có những cái thu nhập là so với về trước là đỡ hơn nhiều. Mong muốn cứ lúc nào cũng như vậy. Cho đời sống của nhân dân lúc nào cũng được bền vững. Con cái nó được đi học nó sung sướng hơn lúc trước. Tháng 4 gợi nhắc về một thời hoa lửa của cả dân tộc, của từng mảnh đất, nơi lớp lớp những người con đất Việt đã chiến đấu anh dũng, kiên cường trong cuộc đấu tranh vệ quốc. Nhớ về quá khứ để biết ơn, trân trọng tương lai để làm nên những mùa hoa đẹp. Đó là những gì mà những người con ở các làng hoa đang viết tiếp trang sử mới trên vùng đất yên lành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.